Chào tất cả bạn, hôm nay tính chơi.vn sẽ quay trở lại cùng với bạn với cái chủ đề đó là các cái đồ dùng ở trong nhà bếp. Ở trong nhà bếp thì chúng ta có quá nhiều thứ đúng không? Và sau cái bài này thì bạn về sẽ mô tả cho mình một cái về cái nhà bếp của nhà mình, cái phòng, cái gian bếp nhà mình nó ra làm sao. Và có thể viết khoảng độ 5 đến 10 câu, xong up lên trên nhóm học tính cho online và mình sẽ chấm điểm và chữa lỗi sai cho các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Đầu tiên ta có thể mô tả một chút. Ủa chia là chú phán bú thai tạ. Ủa chia là chú phán. Căn bếp của gia đình chúng tôi bú thai tạ không to lắm. Tăng sự yêu cá chị yêu quý xin. Tăng sự nhưng yêu cá chị vừa sạch sẽ, yêu quý xin vừa ấm áp. Mày thiên của mama tôi sẽ nợ kế của mân chủ phán. Mày thiên mỗi ngày của mama mẹ tôi sẽ nợ đều ở đó kế của mình chủ phàn nấu cơm cho chúng tôi ăn, ví dụ như thế. Thế thì các thiết bị ở trong cái căn nhà của mình, cái căn bếp của mình, nó có thể có Weibo lú tức là lò vi sóng. Ủa chia các mải là ý thái Weibo lú. Ủa chia gia đình tôi các mải là vừa mới mua về ý thái Weibo lú, một cái lò vi sóng. Trong phòng bếp chúng ta còn có là gì? Sẩy lúng thấu, vòi nước. Ma bụ là rẻ lau. Chang chim chữ, giấy ăn. Ten rửa sẩy hú, là nóng bằng điện, sức nóng bằng điện. Sẩy hú là cái bình siêu tốc đun nước nhanh. Người ta gọi là ten rửa sẩy hú. Rán chi chạo, là bếp ga. Rửa sẩy hú, ấm đun nước. Rửa là nóng, sẩy là nước, khú là cái bình ấm đun nước. Chua bụ là khăn trải bàn. Chua là chua tự, là cái bàn. Bụ là cái khăn. Đấy. Ta có chữ bê là cốc giấy. Mình có thể nói là ní bà chữ bê phang trại chua rửa sang bạc. Ní bà chữ bê, bạn đặt cái cốc giấy phang trại trên chua rửa sang bạc, mặt bàn nhé. Lý bả chữ bế phang trại chua rửa sang bạc. Ok. Nón sẩy bính phích nước nóng. Nón là ấm áp mà. Nón sẩy bính là phích nước nóng. Chang chua là cái bàn ăn. Chang tức là chang thích ấy, là ăn uống đấy, cái nhà ăn đấy. Còn chua là chua tự và cái bàn đấy. Chang ỉ là ghế ăn đấy. Bàn ăn rồi ta có ghế ăn. Chang ỉ. Tiếp tục ta có Châu yếu yên chi, châu là nó hút lên, yếu là dầu, yên là khói, chi là cái máy hút bụi ở trong cái phòng bếp, nó có thể đẩy hết được các khí lên, rồi là các cái dầu mỡ, cái hơi dầu mỡ bay lên để cho cái phòng nó được sạch sẽ thân thoát. Đó nó gọi là châu yếu yên chi, chi là cái máy. Pua lý bê, cốc thủy tinh. Pua lý là thủy tinh, bê là cái cốc. Pua lý bê là cốc thủy tinh. Tự lái sợi là nước máy. Tự lái là tự đến, sợi là nước, đúng không? Nước máy là đến. Tự lái sợi là nước máy. Quản chia là cái giá. Úp bát, quản là cái bát, âm hành nó là uyển này. Chia là cái giá để được bát, úp bát. Nhi khoai báo quả phan dại quả chia sạng, bạn hãy nhanh chóng đặt những cái bát lên trên cái giá bát đi. Sẩy cháo tức là chậu rửa bát. Sẩy là nước, cháo là cái chậu. Xí quả chi máy rửa bát, xỉ là rửa, quả là bát, chi là cái máy. Xí quả chi là máy rửa bát. Quả tạo khoai đéo là ở ống nước nó bị hỏng rồi. Quả tạo bê tủ chu nó bị tắc chết lại, tắc cứng lại rồi. Quả tạo bê tủ chu là tức là cái ống nước nó bị tắc chết rồi, hoặc là quả tạo khoai theo là cái ống nước nó bị hỏng mất rồi. Ỷ tiện là ghế đệm, trên cái đệm ghế. Ỷ tiện hoặc là khảo xiang là lò nướng. Tha bả chi phang chìm khảo xiang lì. Tha bả chi, anh ta mang con gà phang chìm đặt vào trong khảo xiang lì, lò nướng.
chú quê là cái, chạm bát, lập túc sự ngăn đá, lập tráng sự ngăn lạnh. Chúng ta đều biết là chúng ta cần phải có ngăn đá để cho ta để kem này, đúng không? Rồi lập tráng sự ta để hoa quả này nhà, đúng không? Vì độ lạnh này nó đỡ hơn chút, đúng không? Ta có hai thứ thuộc về cái pin xiang. Pin xiang tức là cái tủ lạnh, pin là băng đá, xiang là cái tủ. Thì bao giờ cái pin xiang lì anh ta hiểu lập tung sự hứa lập tráng sự. Một cái tủ lạnh in ra hiệu nên có, đúng không? Lập tung sự có cái ngăn đá và khứa lập tạng lập tráng sự và cái ngăn ngăn lạnh. Ta có quấy chín là cái tạp dề, quấy chín là cái tạp dề. Sau đó ta còn có một cái nữa là pin xe, pin xe là cái tủ lạnh, đúng không? Pin xe lì là tung xì tô cho mãn lập, pin xe lì là tung xì những đồ vật ở trong cái tủ lạnh tô cho mãn lập đều lấp đầy hết rồi. Tóm lại cái tủ lạnh đã bị lấp đầy với các đồ đạc. Ok, chúng ta đi tiếp. Yến sưởi chi, máy làm nóng nước lạnh trước khi uống. Yến sưởi chi, yến là để có thể dùng được rồi đấy, đúng không? Yến sưởi chi, rửa sưởi là nước nóng, rửa sưởi, rửa là nóng, lấm sưởi là nước lạnh, nọa chi là lò sưởi, miền bản là có bề mặt, bản có thể là cái tấm, tức là cái thớt, miền bản, cả miền trạm, chày cán bột, cả miền trạm, tên xứ lú, bếp từ, điện từ, đúng không? Tên xứ lú. Tiếp tục ta có một cái nữa, chân cua tức là cái nồi hấp hoặc là phính tỉ cua là chảo, chảo đáy phẳng. Phính tỉ, phính là bình bằng phẳng, tỉ là cái đáy của nó, cua là cái nồi hoặc cái chảo. Phính tỉ cua, ví dụ khổ cua là nồi lẩu chẳng hạn, đúng không? Phính tỉ cua là chảo đáy phẳng. Chả chư chi, máy ép hoa quả, máy sinh tố. Chả là ép, chư là để những cái thành sinh tố, chi là cái máy nhà. Chả chư chi là máy ép hoa quả. Khéo leo quặn là lọ đựng gia vị. Khéo leo quặn. Ta có thêm một cái nữa là báo xẻn tại. Báo xẻn tại là túi đựng thực phẩm. Báo xẻn bảo vệ, tại là cái túi. Báo xẻn tại túi đựng thực phẩm. Tiền phản bao, tiền phản bao. Ô mấy giờ chào tao, tiền phản bao. Chấm mất chủ phan á. Ô mấy chào tao, tôi không tìm thấy. Tiền phản bao, vừa cầm điện. Chấm mất chủ phan á. Thế nấu cơm kiểu gì bây giờ? Chấm mất chủ phan á. Chân lúng là cái lồng hấp. Chân lúng. Tiếp theo ta có một cái nữa là xí quả bụ. Xí quả, xỉ là rửa, quả là bát, bụ là cái vải, vải rửa bát hoặc là rẻ rửa bát, ta gọi là xí quả bụ. Mấy hiểu xí quả bụ là mấy hiểu xí quả bụ là ní ngay chi mãi bà, không còn cái rẻ rửa bát nữa đâu, bạn đi mua đi, bạn nên đi mua đi. Mấy hiểu xí quả bụ là ní ngay chi mãi bà. Tiếp theo ta có một cái từ nữa, đó là từ tao chia giá được ra. Tao chia, tao là con dao, chia là cái giá đực. Xiao phí chỉ, xiao phí chỉ dụng cụ bóc vỏ hoặc là dao vỏ, người ta gọi là xiao phí chỉ. Xiao là tiêu tan đi, phí là cái lớp vỏ, chỉ là cái máy, chỉ chữ là dụng cụ mở nắp chai, chỉ là mở. Chỉ chữ dụng cụ mở nắp chai hoặc là sấy của tao, sấy của tao là dao gọt hoa quả. Sấy của tao in gai phang chạy tao chia sạn. Những cái con dao gọt hoa quả thì nên đặt ở trên giá đựng dao. Sấy của tao in gai phang chạy nên đặt trên tao chia sạn. Cái giá đựng dao. Tiếp tục ta có một cái từ nữa là lẩu sáo, là cái muôi vớt muôi có lỗ đấy. Lúc mà mình ăn lẩu có thứ đấy mình cũng rất cần dùng cái đồ đó, đúng không? Người ta gọi là lẩu sáo, muôi vớt hay là muôi có lỗ. Cua chả là cái xẻng chiên, cua chả. Tiếp tục ta có một cái nữa là cao压 cua. Cao压 cua là nồi áp suất.
Tha bà chi phang chỉ cao gia của lợ. Tha anh ta bà chi mặt với con gà phang chỉ cao gia của lợ. Cao gia tức là cao áp của là cái nồi. Tha bà chi phang chỉ cao gia của lợ. Anh ta đã nhét con gà vào trong nồi áp suất rồi. Chảo của là cái chảo để xào, chảo là động từ xào đấy, chảo của là cái chảo để xào, chủ của là cái nồi để nấu đúng không? Thế ta có thêm cả cái động từ chảo là xào, chủ là nấu đúng không? Chủ của, của giao chủ thật, tôi muốn luộc nó lên, nấu nó lên đúng không? Trên đây thì tiếng Trung chấm là vừa hướng dẫn các bạn một cái chủ đề nho nhỏ về các cái thiết bị chúng ta sử dụng ở trong một cái bếp ra làm sao đúng không? Và chúng ta sẽ còn quay trở lại với nhau trong cái chủ đề về các cái đồ dùng trong phòng ngủ này, phòng khách này đúng không? Nếu mà các bạn cảm thấy đây là một cái clip thú vị thì mong rằng các bạn sẽ ấn subscribe cho mình ở bên dưới. Nếu mà các bạn muốn mình làm thêm cái chủ đề nào mà các bạn thích thì các bạn comment ở bên dưới hoặc là vào facebook.com gạch chéo chứng tiếng Trung trở về đi VN để các bạn đề nghị mình làm thêm các cái chủ đề nào đó. Tiếng Trung trở về nào, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.